Nếu bạn đang muốn tìm cho mình một chiếc vét đồng hành cùng mình trên những cung đường trail, hãy cùng mình khám phá chiếc vét Calat Fuga EX8. Đây cũng là chiếc vét cùng mình chinh phục hành trình VMM 160km năm nay. Cùng với việc chia sẻ các cái tính năng của cái chiếc vét này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách mà mình sẽ sử dụng nó và cách đóng đồ để chuẩn bị cho hành trình VMM 160km. Với chiếc vét này thì nó là vét nên bạn sẽ mặc, bạn hình dung đây, chiếc vét này bạn sẽ mặc nó như mặc áo thôi, bạn xỏ tay vào cách bình thường. Sau khi xỏ vào, bạn sẽ thấy hệ thống vét của Calat có ba cái móc đây. Bạn sẽ nhìn thấy ba cái móc. Móc thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Thì cái móc này sẽ móc trên cùng, bạn sẽ bấm vào cái nút ở trên này. Bạn sẽ bấm vào đây. Nhẹ nhàng. Cái móc thứ hai có biểu tượng, giả sử đây cái móc này có màu vàng thì bạn sẽ chọn vào cái móc khóa màu vàng bên này, bạn ấn vào. Và tương tự bên này, nếu cái móc có màu khóa màu đỏ này, bạn sẽ chọn vào cái móc màu đỏ. Và cái móc cuối cùng, bạn nên móc vào cái phần cuối cùng. Sau khi bạn móc chiếc khóa này rồi thì bạn có thể cảm giác chật hoặc rộng, bạn lúc ấy bạn dùng cái phím khóa đây để điều chỉnh. Bạn nên vặn đến cảm giác làm sao khi nó tương đối vừa vặn. Liên quan cái chỗ để lựa chọn cho bạn mình một chiếc vét mà chuẩn ý, thì đầu tiên cái vị trí bạn cần đo là bạn phần cần đo cái vòng vòng ngực của bạn. Cái vị trí đo sẽ nằm ở vị trí ngay cái xương hệ thống xương sườn. Bạn cứ đi từ đây xuống, bạn thấy chỗ nào mềm mềm bắt đầu bạn đo vị trí từ đó. Trong cái hướng dẫn của Calat đây thì họ có nói rằng là bạn đo ở ngay vị trí dưới ngực và ở vị trí cái xương sườn thứ ba, tức là nếu mình lần từ xương sườn thứ nhất ở đây, thứ hai, thứ ba thì nó vòng ra ngang này, ở vị trí ngay giữa cho gọi là chỗ ức của mình ở đây, thì bạn đo cái vòng ở đây thì bạn sẽ xác định cái size của mình. Ví dụ là theo cái bảng size ở đây, nếu mà bạn có cái chu vi vòng ngực là dao động từ 69 đến 76 thì bạn sẽ mang size S. Còn nếu bạn có chu vi là 76 đến 84 thì bạn sẽ mang xe M. Ví dụ như đối với mình đây thì mình sẽ mang xe S. Khi bạn muốn cởi cái khóa này ra, bạn chỉ cần cầm cái khóa này, bạn cầm cái núm này đây, bạn kéo nó ra, kéo ra, tạch nó ra, thì lúc ấy bạn sẽ chỉnh được không gian của nó. Đấy, bạn sẽ chỉnh ra. Nếu bạn muốn chỉnh nó rộng chặt lại, bạn lại ấn nó vào, bạn lại vặn nó vào, điều chỉnh đến khi nào bạn cảm giác nó tương đối là vừa vặn với chiếc vest này. Đấy, khi bạn muốn tháo nó ra thì bạn lại nhấc nó ra. Đấy. Bạn lại kéo điều chỉnh được nó. Sau đó bạn lại ấn vào, bạn nó đến vị trí vừa vặn. Sau đó thì bạn sẽ dùng các cái, khi bạn muốn cởi ra thì bạn tương đối nhẹ nhàng thôi. Ví dụ là chỉ cần một ngón tay, bạn nhìn này, một ngón tay mạnh nhẹ là nó sẽ ra nhé, không cần quá dùng nhiều lực đâu, chỉ cần rất là đơn giản, dùng nhẹ này đẩy nó ra. Nếu bạn chưa quen thì có thể lúc đầu nó hơi khó khăn một chút, nhưng nó rất là đơn giản. Khi bấm vào bạn cũng chỉ cần cầm này giữ ấn nhẹ vào, đấy, nó kêu tạch thì nó có hướng. Thông thường thì cái biểu tượng chữ Calat này nó nằm xem nằm phía ngoài và bạn trượt theo đường ray, cấu trúc bản chất là cấu trúc này theo đường ray, bạn chỉ ấn nhẹ là nó vào. Đây là đi phần đầu tiên là bạn chọn size và điều chỉnh làm sao chiếc vest cho vừa vặn. Bước tiếp theo mình thường nói là chiếc vest thì vest nước, thì đi kèm với chiếc vest của Calat này thì sẽ bao gồm mà hai cái bình nước đi kèm, hai cái bình nước, mỗi bình nước 500ml. Thì thông thường nhiều bạn chỉ dùng có khi là chỉ cùng 1 lít là hầu hết các bạn đã đủ nước. Thì đối với bình nước của Calat thì cái bình này cái miệng nó cũng khá là rộng bạn nhé, miệng nó khá là rộng nên khi bạn đổ nước cũng như là nếu bạn muốn pha các cái loại dinh dưỡng vào đây thì nó khá là đơn giản. Và cũng điều tương đối lưu ý là khi bạn nhét cái bình này, nếu mà bạn để nó hơi nó xẹp này thì khi bạn nhét vào cái bình vào trong cái bình nó sẽ hơi khó khăn một chút. Một cái mẹo nhỏ, khi bạn đổ một ít nước là bạn hãy bơm đầy nước hoặc là bạn thổi đầy bình lên. Thì sau đó bạn ví dụ như là mình thổi đầy nó lên. Và thổi đầy hơi lên thì khi đó bạn nhét vào bình sẽ làm tương đối dễ dàng, bạn chỉ ấn nó xuống. Sau khi ấn xuống thì bạn sẽ lưu ý rằng là cái bình nước này nó có một cái khóa ở đây. Bạn cần chốt nó lại ở cái vị trí này để cái khi bạn uống thì nước nó không bị tụt xuống, nó luôn cái đầu vòi này luôn thò phía trên này. Bạn rất sẵn sàng, bạn chỉ cần ghé miệng vào là bạn uống được ngay. Ghé miệng vào bên này. Là bạn uống nước được ngay. Và một thứ hai là vét ngoài ra nó còn có một khóa nữa ở đây. Trong trường hợp bạn uống nước mà khi nó còn chỉ còn bình nó còn một nửa hoặc một ít, có thể gây hiện tượng lắc như này, thì bạn dùng cái khóa này bạn thắt lại. Bạn chỉ cần giữ này, nó có một cái bấm khóa giữ. Bạn bấm này, bạn rút. Và khi bạn muốn cởi nó ra thì bạn cần giữ là kéo này phát nó ra, nó ra là mở hết ra. Thì đấy là một cái mẹo nhỏ để mình
sử dụng cái bình nước. Và lưu ý là cái bình này nó quay tròn 360 độ nên là khá là tiện lợi cho bạn. Bạn chỉ cần ghé môi vào. Rất tiện lợi trong việc uống nước dọc đường. Ngoài ra thì đối với hầu hết các bạn thì có lẽ là mình nghĩ rằng hai bình nước 1 lít là tương đối đầy đủ. Nhưng trong trường hợp một số bạn mà muốn dùng thêm cái bình nước phía đằng sau, thì đằng sau vest Kylat đây thì nó có một cái ngăn chứa. Cái ngăn chứa này sẽ đủ cho một cái bình nước là 2 lít các bạn nhé. 1 lít, 1 lít rưỡi đến 2 lít là hoàn toàn thoải mái. Thì đối với việc là đi chạy bộ, anh em đều để ý rằng nếu mà mình đi mà bị lọc sọc trên đường ấy là một trong những điều tôi rất là khó chịu khi mình chạy. Thì đối với một cái bình nước, giả sử anh em khi đổ nước này nó không đầy, anh em sẽ thấy nó hiện tượng lọc sọc này đúng không? Nó sẽ lọc sọc như này. Thì việc đầu tiên anh em mình cần xử lý là cần được xử lý làm sao là hút cái chân không trong cái bình này ra để nó khỏi lọc sọc. Thì bạn thấy là bình nước thông thường thì chúng ta đặt sẽ đặt nó như thế này, xuôi xuống. Nhưng khi để xử lý, bạn đổ đầy nước rồi bạn sẽ dựng ngược nó lên, tức là cái phần này bên trên. Sau đó bạn thực hiện là hút hết chân không nó ra, tức là mình hút hết không khí của nó ra đấy. Đấy, sau khi bạn hút này, bạn sẽ thấy là nó vẫn còn một ít, bạn tiếp tục hút cho đến khi nó hết ra. Khi bạn đã hút hết rồi thì bạn sẽ thấy là bình nước nó không còn bị lọc sọc nữa. Và sau đó thì bạn ấy bắt đầu đưa cái bình nước này vào trong cái vest. Thì mình lưu ý rằng là cái vòi này mình cần phải để ở phía ngoài, tức là phải để sau lưng này, chứ bạn đừng để như là úp vào như này. Khi úp vào này thì nó sẽ tạo ra một hiện tượng cọ sát vào cơ thể, nó không tốt. Do đó bạn phải để phía ngoài này. Ví dụ mình sẽ để đút cái này vào phía ngoài. Sau khi đút này vào phía ngoài rồi, bạn sẽ thấy là ở trên cái vest này nó có một cái móc này đây. Bạn sẽ móc nó vào cái thành giữa của cái bình này, để cái bình của bạn nó sẽ không bị tụt hẳn xuống. Đấy, một cái lưu ý nhỏ, bạn đút vest vào đây. Thế sau khi bạn đút vào rồi thì bạn đừng để cái dây, anh em thì thường hay như này, anh em cứ để cái dây nó lòng thòng vắt vào như này. Đây là bình uống, mình vắt như này khi nó chạy nó rất là lòng thòng và nó chạy rất là khó chịu cho anh em mình. Và thứ hai là cứ tụt lên tụt xuống. Thế anh em để ý một chút chỗ này. Khi mình đi thế này thì cái vest này nó có một cái lỗ đây, mình luồn nó vào trong này. Thì đầu tiên là mình sẽ làm cho nó gọn hơn. Đấy. Xong thứ hai mình muốn nó cố định lại thì anh em để ý là cái ở đây mình vừa nói giới thiệu là cái móc này nó có chức năng giữ bình nước, nhưng đối với mình hoàn toàn có thể luồn nó qua đây, mình luồn nó qua làm cho nó trở nên nó gọn gàng. Sau đó mình tiếp tục luồn qua cái lỗ bên này. Cái việc lỗ bên này bạn có thể không luồn, nhưng việc luồn qua lỗ bên này rất là quan trọng. Vì tại sao? Khi mình để này thì cái vòi nước, nếu mình không có cái lỗ này ấy, thì nó sẽ có thể tụt lên tụt xuống trong quá trình chạy. Nhưng anh em chỉ cần, ví dụ anh em cảm giác là vị trí này là cố định để mình mút nước cho nó chuẩn rồi, thì mình chỉ cần thít nó lại, thít cái này lại. Cái này nó sẽ có hai chức năng. Một, vừa là giữ cái cố định cái vòi nước, và thứ hai là vừa cố định cái bình nước này, làm cho cái vòi này nó luôn luôn ở trạng thái sẵn sàng, anh em chỉ cần ghé miệng ra là uống, nó không bị tụt lên tụt xuống, mỗi lần mình uống mình lại phải điều chỉnh. Và thứ hai là nó rất là chắc chắn, anh em cần siết bên này nữa lại, thì nó rất là chắc chắn, nó không bị xung lắc trong quá trình mình chạy. Anh em đi một quãng đường ngắn thì không sao, nhưng nếu mình đi một quãng đường rất là dài thì cái việc cố định lại các vị trí này cũng vô cùng quan trọng. Nó làm cho mình yên tâm, không phải để ý những cái việc mà lật vặt trong quá trình chạy. Ngay sau đây mình sẽ chia sẻ cái cách mình bố trí đồ trong chiếc vest để làm sao nó có hiệu quả nhất trong cái quá trình chạy của mình. Thì mình sẽ bắt đầu từ phía đằng sau trước. Phía đằng sau là nơi mình sẽ để rất nhiều đồ. Những cái đồ nào mình ít sử dụng nhưng cần phải mang đi thì mình sẽ để phía đằng sau. Những cái đồ nào mà mình cần phải sử dụng thường xuyên trong quá trình chạy thì mình sẽ để ở vị trí thuận lợi hơn ở phía đằng trước. Ở phía đằng sau này thì bạn cũng lưu ý là do chúng ta sẽ có phần vest sẽ tiếp xúc với cơ thể, do đó những vật dụng nào mà mềm mại thì mình sẽ để phía trong, tức là tiếp xúc với cơ thể. Những vật dụng nào có vẻ khả năng cứng hơn mình sẽ để phía bên ngoài, để nó tránh chẳng may nó cọ sát vào cơ thể trong cái quá trình sử dụng. Đầu tiên trong cái phần cự ly 100 mai của mình có cái việc là áo dài dự phòng. Thì anh em biết là cái áo dài dự phòng ấy thì thông thường ấy, nếu mình có thể, đây là cái áo dài, đây là cái áo này mình cũng từng mặc mấy năm rồi, nó đủ ấm dự phòng trong trường hợp mình bị lạnh. Nếu mà mình đút ngay vào trong vest này thì chẳng may nó mưa thì nó ướt luôn cái áo, khi đó thì nó mất cái tác dụng của cái việc dự phòng đi. Do đó là mình sẽ cho nó vào một cái túi bóng. Nhưng tuy nhiên thì anh em đừng cho vào một cái túi bóng thông thường, mà hãy cho vào nó bóng vào một cái túi bóng zip.
tại sao mình cho vào túi bóng zip. Khi mình cho vào cái túi bóng thông thường ý, thì thường chứa nhiều diện tích, nhưng khi mình cho vào một cái túi zip ý, thì một cái việc đấy, đầu tiên mình trước khi mình nhét vào ấy là mình cần phải cho hết chân không của nó ra, và ép nó lại, ép thật chặt nó lại, ép chặt cho nó ép hết chân không ra, cuộn nó lại. Sau đó bắt đầu mình mới đưa cái túi zip này, mình bóp túi zip vào để một cái khe nhỏ, bắt đầu mình ép nó, ép hết ra, ép hết không khí ra. Thì cái việc này ấy, thì nó có mấy cái lợi ích. Một là làm cho chiếc áo của bạn nó không chiếm quá nhiều diện tích phía đằng sau. Và thứ hai ấy, là bạn thấy này, khi nó hút chân không rồi nó không có hiện tượng lọc sọc, nó giảm thiểu tối đa việc lọc sọc trong khi chạy. Đây là việc hút chân không, bạn thấy này, cái áo nó rất là mút, mút chân không. Mình chỉ đơn giản mình đẩy hết không khí ra, sau đó bạn sẽ nhét. Thì phía đằng sau của Kailas đây nó có tận 3 cái ngăn chứa túi. Như mình nói, phần ngăn trên thì túi nước to, nhưng bản thân cạnh ngăn trên ý, thì vẫn có một cái ngăn chứa nữa. Thì cái ngăn chứa này ý, thì mình thường để những cái vật dụng mình hay lấy, bởi vì mình với tay phát ra sau là xong luôn. Thì cái áo này thì là rất là ít sử dụng, đúng không? Mình mang tính chất dự phòng, do đó mình sẽ để những vị trí, ví dụ như là vị trí cuối cùng này chẳng hạn. Ngay cái bản thân vị trí cuối cùng này ý, thì cũng sẽ có 2 cái ngăn. Một cái ngăn nào mang tính chất những gì mà vật dụng mà nào quý giá, bạn sợ mất, bạn sợ này kia, thì bạn nhét nó vào bên trong. Còn nếu vật dụng gì bình thường, ví dụ cái áo này bạn sẽ không sợ nó mất chẳng hạn, thì bạn để nó như bên ngoài. Bạn sẽ thấy là cái áo như thế nhét vào đây vẫn còn không gian rất là rộng luôn, rất là rộng. Phần tiếp theo thì bạn cũng sẽ thấy là ban tổ chức yêu cầu một cái gọi là áo khoác chống thấm nước. Giả sử đây mình có một cái áo khoác chống thấm nước rồi, mặc dù như giống như mình nói trên nó rất là mềm, nhưng mà để tránh cái việc là mình mặc cái áo chẳng may nó mưa mà mặc cái mặt bên ngoài nó bị ướt rồi thì cũng không hay. Do đó mình sẽ tiếp tục cho vào một cái túi zip nữa. Cho vào một cái túi zip giống như cái phần trên, thì mình sẽ đẩy chân không nó ra. Bạn thít cái túi zip lại, còn lại một cái lỗ nhỏ thôi. Xong là bắt đầu bạn đẩy ép nó xuống lại. Đẩy ép nó lại. Bạn đẩy hết chân không của nó ra. Sau đó thì khóa lại. Đấy, thì mình được cái áo. Thì cái áo này, giả sử là mình nhét thì tiếp tục ở đây bạn sẽ thấy đây có một cái túi nữa này. Cái túi này cũng ngăn rất là rộng. Thì nhét vào đây. Thì nhét vào đây. Vẫn rất là rộng. Cái này nó có hay là bạn cũng không sợ nó bị rơi ra, bởi vì nó còn có thêm cái lớp này để che phía bên ngoài này nữa. Nhân tiện nói về cái lớp bên ngoài này, cái biểu tượng đây, thì đây là các cái cũng là các cái biểu tượng phản quang. Nếu bạn chạy trong đêm thì mọi người sẽ nhìn thấy biểu tượng này của bạn. Đây cũng là biểu tượng, một trong đặc trưng của các cái sản phẩm detail chất lượng cao, thì sẽ có các chi tiết phản quang giúp bạn hiện diện phía sau. Tiếp theo, ví dụ như là ban tổ chức nói là có cái mũ hoặc là khăn đa năng, thì đối với mình ý, thì mình sẽ mang cả hai. Với khăn đa năng thì nhẹ nhàng như này, thì mình sẽ để ngay phía trên, ngay phía trên này. Ví dụ như là mình chỉ cần cầm này, túm nhẹ nó, xong đặt nó vào đây, thì mình sẽ dễ dàng lấy ra lấy vào. Mình muốn lấy thì cũng rất là dễ dàng lấy ra. Đây là khăn đa năng, thì bạn sẽ nhét nó vào đây. Một cái tiếp theo nó là mũ. Thì đối với mình ấy, thì ngoài khăn đa năng ra thì mình rất là quan trọng cái mũ, đặc biệt là cái mũ mà cần che được gáy. Đây là cái mũ mà cũng theo mình có lẽ cũng 2 năm rồi. Thì cái mũ này ấy, thì nó che được rất là kín bạn, khi bạn đội vào. Thậm chí khi đi trời nắng bạn mới che ra thì này, chỉ hở cái mắt ra thôi. Cái này thì nó có thể cài vào. Nếu mà mức độ nắng này thì nó cái hay là nó che được hết cái gáy của bạn này. Che được hết cái gáy này. Ngoài ra nếu bạn không muốn cái phần lớp này, bạn có thể tháo cái này ra. Bạn có thể tháo nó ra, đơn giản. Thậm chí cái này cũng là cài thôi, bạn hoàn toàn có thể tháo nó ra. Khi bạn chỉ dùng như thế này không, thì bạn có thể cài nó vào đây, thắt nó lại để mình chắn độ mức độ vừa phải nào thôi. Nên anh em để ý là nếu mình đi trời mưa hay trời nắng thì có những cái mũ như này thì cũng rất là tiện. Đặc biệt là đi trời nắng, cái gáy của mình nó sẽ đốt rất là nhiều nhiệt. Cái này thì mình cũng đơn giản là mình sẽ cũng là cơ bản là mình sẽ nhét ngay phía đằng sau này. Đấy. Thì nó cũng rất dễ là lấy, mình chỉ cần với phát là lấy được ngay. Sau khi đó của ban tổ chức, anh em cũng sẽ thấy là những vật dụng như là đèn. Đèn. Lưu ý, anh em lưu ý là đối với các cự ly từ 100 đến 160 thì đèn mình cần phải có 2 chiếc. Tại sao có 2 chiếc? Một anh em hỏi là tôi có mang pin dự phòng rồi nhưng tại sao tôi cần 2 chiếc đèn? Thì bởi lý do bởi vì như thế này,
chẳng may bạn có mang có 10 quả pin dự phòng đi chăng nữa, nhưng nếu chẳng may cái đèn nó hỏng thì điều gì xảy ra? Nếu anh em mình đang ở giữa rừng thì điều gì xảy ra? Do đó thì cái quy định mà mang 2 đèn của ban tổ chức thì mình thấy cũng rất là hợp lý. Khi đó thì cái này bạn có thể nhét vào các vị trí bản thân, cái đèn cũng là ít dùng, bạn có thể nhét xuống dưới này. Bạn có thích thì bạn có thể cho vào trong lớp khóa cũng được. Thì đây là tùy từ cái lựa chọn của bạn. Và tương tự như vậy, pin dự phòng bạn có thể nhét vào. Thì đây là đều là cái thứ mình sẽ ít sử dụng. Ví dụ như là đèn mình chỉ lấy một lần trong quá trình chạy thôi, đúng không? Một lần chạy, một lần cất. Những cái việc phía sau này trong quá trình chạy này bạn hoàn toàn có thể nhờ những người chạy cùng, nhờ anh chị, anh hoặc bạn hoặc em lấy hộ anh, lấy hộ tôi cái đèn hoặc lấy cái áo, lấy cái đằng sau cũng rất là đơn giản. Còn nếu mà tự tay mình lấy thì cũng được, nhưng nó hơi vất vả một tí. Có thể một số bạn thì có thể cởi hẳn vest ra khi mình ngồi nghỉ, mình tranh thủ. Nhưng mà nhờ các bạn đồng đăng trên đường cũng là một việc rất là welcome. Tiếp theo là điện thoại di động. Điện thoại di động là cái vật dụng mà anh em mình cũng hay sử dụng. Nó mang một số anh em thậm chí còn chụp hình, chụp ảnh. Nhưng mà đôi khi nó mang tính chất khẩn cấp giúp mình hỗ trợ an toàn. Thì ở đây cái vest Kylas thì nó có một cái túi đựng điện thoại ngay phía cạnh này. Thì một số bạn có thể đút ngang như này vào sâu vào cũng vẫn được, vẫn vừa. Và nó có cái khóa này, có cái khóa kéo lên mình an toàn. Nhưng tuy nhiên thì một cách khác thì nó có thể làm cảm giác ngang này sẽ làm bạn có thể hơi khó chịu một chút, thì bạn có thể đựng dọc. Nhưng một số anh em bảo là không đút được vào điện thoại dọc. Không phải, thực ra không phải. Cái phần trên này nó rất rộng, anh em sẽ không đút ngang này vào, mà mình sẽ đút này, chéo này, mình đẩy nó lên, mình đẩy lên. Tức là phần trên này nó rất là thoải mái, bạn chỉ cần đút vào trong bảy, đẩy nó vào thì bạn đút điện thoại này cỡ nào thì cũng đút được hết, thì nó rất là tiện. Thậm chí là cái khóa này bạn có thể nhét sẵn tiền vào đây cũng được. Cái túi này nó cũng tương đối sâu, phía trong này bạn có thể nhét tiền phía trong, điện thoại phía ngoài. Khi để ra cẩn thận thì để nó khỏi rơi đi tiền là được. Thì cũng rất là tiện lợi. Đây là ngăn mình sẽ để điện thoại. Những cái vật này thì mình sẽ mang ngay, mình sẽ ít khi cởi ra. Ví dụ đây là bó cáp, tức là ống chân đấy, ống chân bó cáp. Rồi ống tay. Thì thường là những vật này thì trong tình huống là mình sẽ đeo luôn trên người. Còn trong trường hợp mà không lấy được thì cũng có thể để đằng trước hoặc để đằng sau. Tương tự như vậy thì đối với găng tay thì hay dùng hơn. Găng tay thì mình sẽ luôn tháo ra thôi, tháo vào liên tục. Do đó thì găng tay mình sẽ thích để ở vị trí phía trước này. Phía trước này, ngay đây. Thì ở đây nó có một cái rất hay là khi bạn chẳng may là nó có thêm cái móc nữa. Cái găng tay này thì nó móc vào với nhau. Bạn có thể móc ra ngoài, chẳng may mà găng tay nó bị ướt thì mình chỉ chạy, mình tháo ra, một lúc này thì chạy nó sẽ khô, rất nhanh khô, rất là tiện lợi. Ngoài ra thì cái móc này nó còn có một cái chức năng nữa là nó móc cho bạn một cái túi nhỏ. Đây là pocket là đựng rác bạn nhá. Thế là nếu mà anh em để ý là nếu mà anh em mình ăn gel này, ăn cái túi này, rác thì mình sẽ không vứt ra đường mà sẽ bỏ vào cái túi này, xong là đến các CP mình thì bỏ ra. Đây là một cái điều rất là văn minh. Vừa lại sót cái chăn bạc này phía sau thì mình sẽ tiếp tục nhét cái chăn bạc này phía ra phía sau. Tiếp theo đây là một cái vật dụng mà thì mình cũng sẽ mang ngay trên người. Đó là một cái gaiter. Cái gaiter thì đây là móc, sẽ móc ngay vào giày. Cái phần này thì thường thì mình sẽ không nhét vào vest mà mình sẽ đeo ngay trên giày. Vì chức năng của nó là làm cho việc không giày của bạn. Cái gaiter sẽ làm cho đất, cát, sỏi đá không chui vào giày của bạn, không tạo ra sự khó chịu trong quá trình chạy. Thì đây là cái đồ mình sẽ mang ngay trong cái quá trình trên cơ thể. Phần tiếp theo là còi. Ban tổ chức có yêu cầu một cái còi đúng không bạn? Nhưng mà còi thì cũng may mắn là Kylas thì họ cũng tích hợp sẵn cái còi cho bạn ở đây rồi. Đây, cái còi sẵn rồi các bạn này. Sẵn cái còi rồi. Nên là mình cũng không cần phải bổ sung thêm một cái còi nữa. Nên tuy nhiên nếu mà một số bạn thích thì vẫn có thể bổ sung. Còi cũng khá là to, đủ to để sử dụng. Có sẵn còi bạn nhá. Đây ở bên cái túi bên trái. Còi, trái là còi. Tiếp theo là không thể thiếu, đó là bộ sơ cứu y tế. Một là cái yêu cầu của ban tổ chức. Cái này thì ngoài yêu cầu của ban tổ chức thì mình cũng thấy rất là cần thiết. Bản thân mình cái năm ngoái khi chạy, trong quá trình chạy mặc dù mình không sử dụng, nhưng mà khi về thì một những cái diệt khuẩn hay là sát trùng thì mình cũng đã sử dụng sau quá trình chạy. Nên chẳng may trong quá trình chạy mình bị một cái vấn đề thì cái sơ cứu y tế cơ bản này rất là quan trọng. Cái này thì mình cũng sẽ để phía sau bởi vì nó sẽ rất là ít sử dụng rồi các bạn. Phía sau đây còn nguyên cái túi khóa mình chưa sử dụng này, phần trên này vẫn rất là rộng. Do đó là nhiều anh em bảo là cái vest này 8 lít thì có đi đủ hay không? Thực ra thì đối với mình thì 8 lít thì đối với mình là tương đối thoải mái. Đi kể cả đi ngay năm nay mình đi 100 mai thì nó cũng rất là thoải mái. Chủ đề kế tiếp là một chủ đề rất là quan trọng, đó là dinh dưỡng. Trước khi mình nói về cái chuyện là mình sẽ packing cái dinh dưỡng như thế nào thì anh em cũng để ý rằng là
mình cần phải biết là mình cần phải mang bao nhiêu dinh dưỡng. Giả sử năm nay mình đi các cái quãng đường mà mỗi lần mình có khả năng chuyển đồ tối đa là 10 tiếng chẳng hạn, mình có thể gửi đồ một CP nào đó và mình đi đến cái CP đó trước khi gửi đồ là mình ước tính là trong khoảng 10 tiếng thì mình sẽ mang đồ cho đủ 10 tiếng. Thế làm sao để biết là mình mang đủ đồ trong 10 tiếng? Thì mình cần phải biết có mấy con số mà bạn cần biết. Đầu tiên bạn cần biết là trong lịch sử của bạn, trong quá khứ của bạn, khi bạn đi trail thì trung bình một tiếng bạn sẽ tiêu thụ bao nhiêu calo. Đối với cá nhân mình, chỉ cần xem lại các lốc cũ, ví dụ là rất nhiều lốc chạy bộ mình chỉ xem lại thì con số nó có thể biến đổi nhưng nó thay đổi sẽ không nhiều. Mình sẽ tiêu thụ khoảng 350 kilocalo trên một tiếng. Trong 350 kilocalo đó thì cơ thể chúng ta sẽ sử dụng đâu đó khoảng 50% đến từ chất béo và 50% đến từ carbon hydrate, hay anh em gọi nhanh là carb đấy. Chất béo thì cơ thể mình thoải mái trong vài ngày, do đó anh em sẽ không phải lo nghĩ về vấn đề này. Nhưng do đó mình chỉ cần nhớ con số là đâu đó trong một tiếng thì cơ thể mình sẽ đốt khoảng 170 đến 180 kilocalo đến từ carb. Do đó mình cần phải lạp carb trong quá trình chạy bộ. Mình cũng cần thể hiểu thêm một chút về cơ thể của chúng ta. Cơ thể chúng ta có thể là khả năng nạp tối đa 350 và đến 360 kilocalo trên một tiếng. Nhưng tuy nhiên chúng ta càng vận động nhanh, càng vận động nhiều và khi mệt thì nó sẽ giảm dần về đâu đó khoảng 250 và thậm chí còn ít hơn nữa đối với một số người. Do đó cái việc mà nạp dinh dưỡng càng sớm thì càng tốt. Do đó trong quá trình chạy anh em cần phải nạp dinh dưỡng càng sớm càng tốt, chủ động. Nên là anh em chỉ cần tính hai con số. Một, các bạn cần tính là trung bình bạn sẽ tiêu thụ bao nhiêu calo trong một tiếng. Sau đó bạn có thể lấy 50%, đấy là con số mục tiêu để bạn cần nạp vào. Bạn lấy cần bài tập, đây là mình đi trail thì bạn phải tính bài tập trail nhá, chứ bạn không tính bài tập road. Bài tập road thì mức tiêu thụ ở trên đường road nó sẽ cơ bản nó sẽ nhiều hơn trên đường trail. Và thứ hai là 50% con số đó là mục tiêu tối thiểu cần phải nạp. Như mình sẽ target mục tiêu là 200 kilocalo trên 1 giờ. Sau khi mình định lượng là 200 kilocalo trên 1 giờ, giả sử mình đi 10 tiếng mới đến điểm nạp dinh dưỡng tiếp theo, tức là điểm mà có thể bổ sung thêm cái dinh dưỡng mình gửi ở ban tổ chức hoặc gửi bạn bè hoặc gửi ai đó, thì mình cần phải chuẩn bị tức là mình phải mang 200 nhân với 10 tiếng, tức là mình cần phải chuẩn bị 2000 calo. Thì đối với mình thì mình chuẩn bị dinh dưỡng như thế nào? Thì mình sẽ dùng một nửa trong số đó hoặc quá một nửa trong số đó đến từ bột pha với nước, tức là mình sử dụng Tailwind Endurance. Tailwind Endurance một gói này thì có 200 calo. Tức là nếu mà mình chỉ dùng độc cái gói này không thì đối với mình thì mang trong vòng 10 tiếng mình cần nạp 10 gói này là ok. Nhưng mà mình sẽ không nạp toàn bộ như thế, mình sẽ tính trong đó là mình tính khoảng 6 gói. Sau đó tiếp theo ấy là phần còn lại thì có mấy cái lựa chọn. Nếu mà tức là 6 gói này sẽ được 1200 calo rồi thì mình cần nạp thêm 800 calo nữa. Mang thêm 800 calo thì nếu mang những loại gel dinh dưỡng kiểu này như kiểu GU Hammer hay rất nhiều cái gói thì nó đâu đó khoảng 90 kilocalo trên một gói này thì mình cần phải mang theo 9 gói nữa. Còn nếu mang cái loại như này là 120 kilocalo thì mình sẽ mang đâu đó khoảng 7 gói. Nhưng năm nay thì mình sẽ dự định chơi một cái loại là hàm lượng cao hơn để dùng ít hơn. Đó là cái gói này, Super Gel của OT thì chứa 160 kilocalo, do đó mình sẽ cần mang 5 gói này. Thì đó bây giờ mình sẽ packing cái này như thế nào? Thì vì cái lăng vest này thì vừa nãy giới thiệu anh em, nhưng mà tiếp theo phần bên cạnh này. Phần bên cạnh này nó có cái ngăn chứa này anh em nhá, cũng rất là thoải mái. Thì bây giờ mình sẽ nhét phần dinh dưỡng này vào phần bên cạnh này. Đấy, mình nhét vào bên cạnh này. Em cứ thoải mái, cái ngăn này nó cũng rất là dài. Đấy, mình nhét nó vào ngang này ra. Giả sử là mình định nhét là khoảng 4 gói này, 6 gói thì mình sẽ không nhét hết, hoặc là nhét hết hoặc không nhét hết. Sau đó mình để bên này. Bên này hoàn toàn chứa được 6 gói bạn nhá. Bên này giả sử mình nhét 5 cái gói này thì tương tự thôi. Thì hai cái gói còn lại mình một gói sẽ pha luôn vào nước. Tức là cái gói này sẽ pha vào nước. Mình sẽ mang hai cái bình nước khi chạy, mình sẽ mang hai cái bình nước, một bình bao gồm pha gói dinh dưỡng này bằng 200 calo và cái bình nước này thì mình sẽ thuần uống nước trắng thôi. Sau đó thì cái gói này thì có rất nhiều cái chỗ, bạn sẽ thấy này, cái túi này, các cái túi phiên trước vẫn còn rất là nhiều, anh em sẽ thấy túi phiên trước này, này túi này rất là to, nhiều, có thể nhét túi bớt một ít phiên trước này cũng được, hoặc anh em có thể nhét vào cái túi ở đây cũng được, đây nó có thêm một cái túi nữa. Thế anh em thấy là mặc dù là 8 lít ấy, theo ở đây thì nó sẽ có là 14 cái túi, nên anh em nhét sẽ thoải mái đồ. Anh em nhớ thấy thế là cơ bản là đấy, nhét là gần đủ đồ rồi.
Đấy là phần liên quan đến dinh dưỡng, anh em có thể để nhét đấy. Ngoài ra tiếp theo là liên quan đến muối. Muối thì do mình mang Tailwind thì có hàm lượng muối và điện giải cũng tương đối lớn rồi, nên là mình sẽ mang đâu đó chỉ khoảng 2 gói, khoảng 6 viên. Như đã nói với anh em thì mình nên tách bằng các túi zip này, nó thuận tiện. Và đừng để nó hẳn trong cái gói của nhà sản xuất, thì họ để nó cứng nhọn và nó đôi khi nó chọc vào cơ thể nó hơi khó chịu. Bạn hãy tháo ra và cho vào các cái túi zip này. Cũng lưu ý nữa là túi zip này thì là túi dạng túi nhựa, nên do đó là anh em đừng có thải ra đường. Mình có cái túi rác ở trong này rồi, túi chứa rác ở trong này rồi, thì mình sẽ cố gắng bỏ nó vào đó và đến các cái CP thì mình bỏ ra. Phần cuối cùng liên quan đến anh em thì mình chia sẻ cái vest này là cái chỗ mình đừng gậy. Liên quan đến cái chỗ đựng gậy thì nó có hai cái cách, hai ba cách khác nhau mình buộc gậy. Đầu tiên, cách buộc gậy truyền thống nhất là anh em sẽ buộc ra phía đằng sau này. Thế là nó có hai cái móc này, mình móc nó vào đây. Ví dụ như là mình đây là các cái nút này nó đều dạng bấm và kéo các bạn nhá, bấm và kéo này. Thì ví dụ bạn nhét hai cái gậy này vào đây và tương tự nhét nó vào phía bên này. Cách buộc gậy này thì nó cũng khá là đơn giản, bạn có thể thực hiện chủ động thực hiện bằng tay. Ví dụ như là như này, chỉ cần một tay là cầm này, kéo này ra, mở lỗ này ra, nhét nó vào. Sau đó mình sang phía bên này, mình làm tương tự, mình kéo này ra, mở lỗ vào. Sau khi bạn đã buộc rồi thì bạn này túm nó lại, bạn siết nó chặt lại. Đấy, siết chặt lại để nó khỏi lóc xong. Thế là xong, đây cũng là một cách buộc gậy là tương đối là đơn giản, anh em đánh tay thoải mái, nó không bị chạm gậy. Tuy nhiên một số anh em thì thích buộc kiểu khác. Ví dụ như là đối với vest này thì mình có thể buộc ngay phía đằng trước này. Đây, mình thấy cái móc này. Đây bạn có thể buộc nó vào đây này. Tức là đây là hai chiếc, bạn đang để một chiếc bên này và một chiếc bên này cho nó cân. Thì cái này phần này ấy, thì nó hoàn toàn là thao tác ở tay phía đằng trước, thì một số bạn sẽ cảm giác là nó thuận tiện hơn. Ngoài ra bạn vẫn có một lựa chọn khác, nó là Kailat thì hiện nay đã tích hợp sẵn một cái túi đựng gậy. Đấy. Bạn chỉ cần đây là cái túi đựng gậy, bạn chỉ cần móc nó vào đây. Đây nó có hai cái chỗ bạn có thể móc vào bên nào đó tùy. Thì bạn sẽ có một túi đựng gậy để phía đằng sau này, bạn sẽ thít nó vào đây. Cho cái dây này nó chặt lại một chút. Để mình chéo gậy này. Và khi bạn chạy, thay vì bạn phải nhét gậy như này, bạn chỉ cần cắm gậy một phát rất là nhanh chóng. Và khi chạy có túi đựng gậy rồi thì tất nhiên là bạn chỉ cần cắm và rút thì nó nhanh hơn rất là nhiều. Thì đây là túi đựng gậy, nó sẽ neo chéo một chút để nó cân cái gậy. Và phần cuối cùng mình muốn chia sẻ đây là một chiếc vest mình cảm giác rất là thoải mái, nhẹ. Chiếc vest này đâu đó nó nặng khoảng 198g, tức là nhỏ hơn 200g, nó nhẹ, vật liệu tương đối thoáng. Mình cũng đã sử dụng trong thời gian trước đây thì mình sử dụng chiếc vest phiên bản trước của chiếc đời của chiếc vest này, và mình đã chuyển sang chiếc vest này trong một thời gian gần đây, đã chạy một số giải. Mình cảm thấy đây là một chiếc vest rất là ok, có phù hợp với hầu hết các cự ly, dù bạn chạy cự ly ngắn, cự ly dài hay kể cả cự ly siêu dài, thì mình tin rằng đây vẫn là chỉ một chiếc vest phù hợp. Mình tin rằng với video chia sẻ này đã giúp các bạn hiểu hơn về không chỉ chiếc vest này và cái cách mà bạn có thể đóng đồ, chuẩn bị đồ cho mình một cách tối ưu, một cách tốt nhất trong cái quá trình chạy bộ của mình. Nếu bạn có ý kiến hay comment gì, hãy chia để lại dưới comment. Nếu bạn muốn tìm hiểu về chiếc vest này hay muốn sở hữu nó, hãy liên hệ với Linh và Happy Run để mình và đội ngũ giúp bạn lựa chọn được cho mình một chiếc vest phù hợp nhất.